Xin kính chào quý vị khách hàng cùng anh chị em và các bạn. Hôm nay đội ngũ Tình Phát sẽ quay trực tiếp qua phần đục tay của bộ bàn ghế gỗ gò đỏ tay 12 đục đào phần mộc đục tay cho quý vị xem, và sau đó em sẽ quay trực tiếp khâu hoàn thiện. Kính thưa với quý vị khách hàng, vừa rồi em có quay qua phần đục tay phần mộc, hôm nay em sẽ quay phần hoàn thiện và giới thiệu sơ qua cho quý vị khách hàng, anh chị em và các bạn tìm hiểu thêm về bộ bàn ghế tay 12 mặt tràn hay còn gọi là mặt liền. Toàn bộ mặt dày 3 phân, bộ này có một ghế tràn và hai ghế tràn chiếc, một bàn một kéo và hai đuôi, một kéo và một vuông. Đầu tiên em sẽ giới thiệu cái phần đục bên dưới. Bên dưới chân thì đục vào khuôn lân, và hướng thì đục vào hoa đơn tây vịt. Còn thừa ghế hay còn gọi là vách thiết kế lục bình, hai bên đục vào hoa đơn tây. Còn trương thì đục quả đào, mặt trước như mặt sau đều tay 100%. Còn tay ghế thì đục con rồng hóa. Con rồng hóa này bên em thiết kế đục theo phong thủy quý vị nhé. Và em sẽ giới thiệu sơ qua kích thước của ghế chiếc này quý vị xem luôn. Ghế chiếc là cao là 1m22 và sâu phủ bi là 76, rộng rộng là 67 cm. Tiếp theo là em quay mặt bàn. Bàn này thì kích thước của nó là cao 55 và chiều ngang của nó tức là chiều rộng 75 và chiều dài là 1m4 như quý vị. Bàn này thì được thiết kế hai bên hai kéo để đồ rất là tiện lợi. Đây là ghế chiếc thứ hai. Kính thưa quý vị khách hàng cùng anh chị em và các bạn, màu đào ngoài thị trường rất là có nhiều màu, và bên em cũng có rất là nhiều màu khác nhau. Nhưng sản phẩm em đang quay và mặt hàng em đang quay đây là được bên em đục tay và lựa gỗ rất là kỳ càng, không lo bối mọt và không có chát. Bàn ghế được bên em làm thì rất là có nhiều quy cách khác nhau như quý vị. Nhưng bộ này thì được bên em sơn theo màu cây và bắn bóng M2 O7 hoặc là bóng 2K tùy theo của khách hàng lựa chọn. Tiếp theo là em quay ghế dài. Ghế dài thì trương ghế thì được thiết kế là được 3 vách như quý vị nhé. Kích thước của ghế dài này là cũng cao 1m202 và chiều rộng phủ bi là 58, còn lọt lòng là 56. Kích thước thì được bên em đo rất là kỳ càng theo phong thủy quý vị. Quý vị khách hàng xem cho kỹ càng để phân biệt được hàm đục tay và hàm đục mệnh, và hàng sản xuất ở tại Sài Gòn và hàng sản xuất ở các vùng miền khác. Nhưng thưa với quý vị khách hàng, anh chị em và các bạn, đây là mặt hàng và bộ bàn ghế em đang quay đây là được bên em sản xuất, cơ sở sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh như quý vị. Còn đây là em sẽ quay mặt sau cho quý vị xem. Đó, mặt trước cũng như mặt sau đục đào rồi đục giống nhau, sắc nét rất là đẹp.
Của bàn ghế này thì quý vị phòng khách từ 20 m² từ đến 25 m² là quý vị có thể kê được, là vừa đẹp. Còn đây là đôn vuông quý vị, đôn vuông thì cao 43 và vuông là 43 luôn quý vị nhé. Nếu như quý vị khách hàng xem được video này có gì thắc mắc, xin hãy gửi điện về cho Đồ Gỗ Hùng Thịnh Phát để được bên em tư vấn và giá cả hợp lý hơn. Còn đây là đôn hộp kéo, đôn hộp kéo này thì cao 57 và vuông là 43 như quý vị. Ngoài mặt liền hay còn gọi là mặt tràng thì bên em còn đóng mặt long khung hay còn gọi là mặt khung tay như quý vị. Mặt liền thì giá cả nó cao hơn một tí, còn mặt khung tranh thì giá cả nó thấp hơn. Đây em đang quay trong phòng sơn thử, nó đang bắn màu và máy nó kêu. Có nếu như quý vị khách hàng có gì thắc mắc xin hãy thông cảm và nhớ đăng ký kênh cho Đồ Gỗ Hùng Thịnh Phát để được bên em có nhiều động lực và có nhiều sản phẩm, có nhiều video đăng lên để cho quý vị khách hàng cùng anh chị em tham khảo và tìm hiểu thêm và lựa chọn cho mình những sản phẩm như ý. Đến đây em xin kính chúc quý vị khách hàng cùng anh chị em và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát lộc. Nhớ đăng ký kênh cho Đồ Gỗ Hùng Thịnh Phát nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.